Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony nha. Thì Tony mới vừa cập nhật được một cái thông tin này và nó liên quan tới cái bệnh mà coi như là bệnh coronavirus. Cho nên Tony muốn chia sẻ lại với các bạn, tại vì cái thông tin này nó cũng rất là thú vị và quan trọng các bạn nhé. Và Tony suy nghĩ là có thể các bạn đang bận biểu gì đó mà chưa cập nhật được. Cho nên Tony muốn cập nhật liền trên cái video này để mọi người cùng biết các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ cách đây là mấy tiếng đồng hồ, hôm nay là ngày Chủ nhật ở Mỹ. Và hồi nãy thì ông Ngoại trưởng của nước Mỹ là ông Pompeo đã nói trên đài ABC là cái bệnh, cái con virus corona này, ổng coi như là có một cái bằng chứng khổng lồ, nó có thể xuất phát từ cái phòng lab ở bên thành phố Vũ Hán của Trung Quốc các bạn nhé. Thì bây giờ Tony xin chia sẻ một đoạn clip mà ổng nói trên đài ABC lúc sáng hôm nay, cách đây mấy tiếng đồng hồ. Mời các bạn theo dõi cái video nha. Hello quý vị và các bạn, thì đây các bạn nhìn cái tiêu đề của cái trên cái laptop của Tony các bạn thấy không? Ông Ngoại trưởng Mỹ nói rằng một cái bằng chứng khổng lồ, cái con virus corona này nó có thể là xuất phát từ cái phòng thí nghiệm của thành phố Vũ Hán ở bên Trung Quốc. Bây giờ mời các bạn nghe một đoạn video nha. Mr. Secretary, have you seen anything that gives you high confidence that it originated in that Wuhan lab? Martha, there's enormous evidence that that's where this. Have you seen anything that gives you high confidence that it originated in that Wuhan lab? Martha, there's enormous evidence that that's where this began. We've said from the beginning that this was a virus that originated in Wuhan, China. We took a lot of grief for that from the outset, but I think the whole world can see now. Remember, China has a history of infecting the world, and they have a history of running substandard laboratories. These are not the first times that we've had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab. And so while the Intelligence Committee continues to do its work, they should continue to do that and verify so we are certain. I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan. Do you believe it was man-made or genetically modified? Look, the best experts so far seem to think it was man-made. I have no reason to disbelieve that at this point. Your Office of the DNI says the consensus, the scientific consensus, was not man-made or genetically modified. That's right. I agree with that. Yeah, I've seen their analysis. I've seen the summary that you saw that was released publicly. I have no reason to doubt that that is accurate at this point. Okay, so just to be clear, you do not think it was man-made or genetically modified? I've seen what the Intelligence Committee has said. I have no reason to believe that they've got it wrong. But you have to put this in context. Here's what's important, Martha. Here's what's important. The Chinese Communist Party had the opportunity to prevent all of the calamity that has befallen the world. And here we find ourselves today. You and I were talking about we haven't seen each other physically for a long time. That's true of people all across the world. This is an enormous crisis created by the fact that the Chinese Communist Party reverted to form, reverted to the kinds of disinformation, the kinds of concealment that authoritarian regimes do. Had those scientists been operating in America, they would have put this out, there would have been an exchange of ideas, and we would have quickly identified the kinds of things that needed to be done in response. Instead, China behaved like authoritarian regimes do, attempted to conceal and hide and confuse. It employed the World Health Organization as a tool to do the same. These are the kind of things that have now presented this enormous crisis, an enormous loss of life, and tremendous economic cost all across the globe. The Australians agree with that. You hear the Europeans beginning to say the same thing. I think the whole... Các bạn ráng nghe ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói đi, rồi một chút xíu nữa Tony sẽ tường trình lại những gì ông nói các bạn nhé. The world is united, understanding that China brought this virus to the world. And just very quickly, if we can, Mr. Secretary, running out of time, do you think they intentionally released that virus or it was an accident in the lab? And I don't have anything to say about that. I think there's a lot to know. But I can say this. We've done our best to try and answer all of those questions. We
tried to get a team in there. The World Health Organization tried to get a team in there, and they have failed. No one's been allowed to go to this lab or any of the other laboratories. There are many labs inside of China, Martha. This risk remains. This is an ongoing challenge. We still need to get in there. We still don't have the virus samples we need. This is an ongoing threat, an ongoing pandemic, and the Chinese Communist Party continues to block access to the Western world, the world's best scientists, to figure out exactly what happened. So I can't answer your question about that, because the Chinese Communist Party has refused to cooperate with world health experts. Thì sau vài phút, các bạn thấy một cái phóng viên của đài ABC đã phỏng vấn ông Ngoại trưởng Mỹ sáng hôm nay là sáng Chủ nhật về một cái vụ mà coronavirus có cái bằng chứng là xuất phát từ phòng lab ở thành phố Vũ Hán, China. Thì nó như thế này nè các bạn. Để Tony xin nói một chút xíu về cái tin tức này nha. Thì văn phòng giám đốc tình báo quốc gia công bố hôm thứ Năm rằng họ đang điều tra xem liệu cái vụ dịch này nè có phải là kết quả của việc tiếp xúc với động vật hoang dã giống như là đồn, hay là một tai nạn trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Ông Pompeo cho biết ông không có lý do gì để nghi ngờ cái sự mà đồng thuận của cộng đồng tình báo của Mỹ rằng cái virus này đó các bạn là được cái như người nhân tạo đó các bạn đó. Thì nói tóm lại thì nói như thế này nè các bạn, tổng thống Trump cũng tuyên bố từ trước rằng ông đã thấy bằng chứng mang lại cho ông mức độ tin cậy cao rằng phòng thí nghiệm là nguồn gốc của virus xuất phát các bạn nha. Đó, nhưng mà ông từ chối, ông không có giải thích hồi tuần rồi. Bây giờ nó có hai cái giả thuyết như thế này nè các bạn. Đầu tiên là cái con coronavirus này được tạo ra là một phần của chương trình nghiên cứu về cái vũ khí sinh học của Trung Quốc, được cho là có liên quan đến cái phòng lab ngay tại thành phố Vũ Hán, nó gọi là WIV. Đó, ok. Rồi các nhà virus đã xác định điều này và rất có thể nó xảy ra các bạn nha. Rồi thứ hai là cái virus này đang được nghiên cứu tại cái phòng lab ở thành phố Vũ Hán, và là một cái tai nạn mà trong phòng thí nghiệm này là nó dẫn đến lây lan từ những cái người ở làm việc ở trong cái phòng đó đó các bạn, và đã vô tình phát tán ra trong cái thành phố Vũ Hán. Điều này rất là hợp lý. Nhưng hiện tại bây giờ thì người ta chưa có một cái bằng chứng xác thực là tại vì Trung Quốc không có cho ai vào để điều tra. Bất cứ không có cho một người nào, một nhà khoa học hay là một cái nước nào vào trong cái thành phố này để mà điều tra, để tìm rõ sự thật. Cho nên hiện tại bây giờ đây là những cái thông tin tình báo, những cái coi như là lý thuyết, những cái suy đoán, tức là người ta đang giả thiết là như vậy đó các bạn. Chứ thật sự hiện tại bây giờ thì vẫn chưa có chính xác 100%, tại vì chưa ai đi vào cái thành phố Vũ Hán được. Trung Quốc không cho ai vào để điều tra, không cho ai vào để nghiên cứu, không cho ai vào để mà xem xét. Thành ra hiện tại bây giờ đây cũng chỉ là một cái giả thiết. Và ông Ngoại trưởng Mỹ ông nói là ông không ngoại trừ cái giả thuyết này các bạn nhé. Cho nên đây cũng là một cái tin tức mà tôi này thấy nó rất là thú vị và nó quan trọng để mà gửi đến các bạn, để các bạn có thể cập nhật thêm là lý do tại sao cái cuộc sống của mình bị cái con virus này nó từ đâu đến, nó làm cho mình chao đảo, nó làm cho mọi thứ trong cái cuộc sống của mình coi như hầu như bị tê liệt. Con cái mình, gia đình mình, cộng đồng, xã hội cũng như là đất nước, mọi nơi trên thế giới đang bị tê liệt vì cái con virus này các bạn nhé. Thì mình cũng nên biết là nếu mình có khả năng thì mình cũng nên biết cái con virus này nó xuất phát từ đâu, do nó từ đâu đến, ai làm ra nó, hay là nó từ trên trời rơi xuống, hay là nó do con người mình tạo ra các bạn nha. Thì sau vài phút Tony chia sẻ với các bạn một cái thông tin mà Tony thấy là các bạn cũng cần nên biết. Thì Tony cảm ơn các bạn rất nhiều, và nếu có gì mới mẻ thì Tony sẽ cập nhật với các bạn trong cái next video nha. Rồi nếu các bạn nào mà cảm thấy cái thông tin này nó hữu ích thì các bạn có thể bấm nút share để mọi người cùng biết, và cũng như đừng quên ủng hộ Tony bằng cách là bấm like và comment bên dưới để chia sẻ những cái ý kiến, những cái mà coi như đóng góp cho cái kênh mình thêm được hoàn chỉnh các bạn nha.
Và Tony cũng không quên là cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của Tony nha. Hẹn các bạn lại cái next video. Và một lần nữa thì bye bye.